Hồ sơ Pandora tiết lộ tài sản kiềm khổng lồ của 100 tỷ phú và 30 nhà lãnh đạo cấp cao. Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế ICIG vừa công bố hồ sơ Pandora cho thấy hàng chục nhà lãnh đạo, tỷ phú và người nổi tiếng khắp thế giới lợi dụng thiên đường thuế để che giấu số tài sản khổng lồ. Hồ sơ công bố vào ngày 3 tháng 10 điểm mặt các nhân vật nổi tiếng như Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Cộng hòa Grab, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, nữ ca sĩ Shakira. Tổng cộng hồ sơ tiết lộ tài sản và các thỏa thuận tài chính của hơn 100 tỷ phú, 30 lãnh đạo đương chức lẫn nghỉ hưu và 300 chính trị gia, quan chức cấp cao tại 91 quốc gia, vùng lãnh thổ có dính líu đến các thiên đường thuế ở Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ và quần đảo Cayman. Cuộc điều tra có sự tham gia của 600 nhà báo thuộc các tờ báo lớn như Washington Post, BBC và Guardian dựa trên 11,9 triệu tài liệu rò rỉ từ 14 công ty dịch vụ tài chính trên thế giới. Theo hồ sơ Pandora, những người có quyền lực, thay vì góp sức dọn dẹp các thiên đường thuế ở nước ngoài, lại hưởng lợi từ chúng thông qua các công ty bình phong hay quỹ tín thác. Hãng tin AFP dẫn lời của giám đốc ICIG, hồ sơ chứng tỏ những người có thể chấm dứt những bí mật ở thiên đường thuế nước ngoài, xóa bỏ những gì đang diễn ra, lại chính là người đang hưởng lợi từ nó. Chúng tôi đang nói đến hàng nghìn tỷ USD. Cụ thể, quốc vương Andula của Jordan được cho là đã sử dụng một tài khoản nước ngoài để chi hơn 100 triệu USD mua các căn nhà sang trọng ở Anh và Mỹ. Theo hồ sơ, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr, được cho là đã chuyển 25% cổ phần của một công ty bình phong ở nước ngoài cho một người bạn thân trong quá trình tranh cử. Người bạn này sau đó đã trở thành cố vấn hàng đầu của Tổng thống. Hồ sơ không đề cập trực tiếp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng hé lộ tài sản của các nhân vật thân cận với ông tại Monaco. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng lên tiếng phản đối việc trốn thuế trong nhiều thập kỷ, nhưng các hồ sơ rò rỉ tiết lộ ông và vợ có thể đã né thuế để sở hữu tòa nhà trị giá 8,8 triệu USD. Thay vì trực tiếp mua tòa nhà, vợ chồng ông Blair đã mua cổ phần của một công ty bất động sản nước ngoài sở hữu tòa nhà để tránh phải nộp thuế tài sản tổng cộng 400.000 USD. Ngoài ra, hồ sơ Pandora còn tiết lộ chủ sở hữu thực sự của 29.000 công ty nước ngoài. Một số công ty này được dùng để ẩn danh tài khoản ngân hàng, máy bay phản lực tư nhân, du thuyền, biệt thự và các tác phẩm nghệ thuật của Picasso và Banksy. Các nhân vật nổi tiếng khác được nhắc đến gồm nữ ca sĩ Shakira người Colombia, siêu mẫu Claudia Schiffer, tuyển thủ môn Tendulkar người Ấn Độ. Đại diện của ba nhân vật này đã lên tiếng phủ nhận việc trốn thuế. Theo báo Guardian, Tổng thống Ukraine từ chối bình luận trong khi các nhân vật liên quan đến ông Putin vẫn chưa có phản hồi chất vấn của truyền thông. Nhà vua Jordan không trả lời các câu hỏi của Guardian nhưng khẳng định ông sở hữu tài sản thông qua các công ty ở nước ngoài là không có gì sai. Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Grab khẳng định trên mạng xã hội Twitter rằng ông chưa bao giờ làm gì sai hay phạm pháp. Sau khi hồ sơ Pandora cho rằng ông che giấu việc dùng một công ty đầu tư ở nước ngoài để mua bất động sản trị giá 22 triệu USD ở Pháp. Giống như chiếc hộp Pandora, khi mở toang sẽ khiến người khác choáng váng với những bất ngờ bên trong. Hồ sơ Pandora với loạt tài sản chìm của các chính khách, nhân vật nổi tiếng đang khiến thế giới chao đảo. Như vậy, đây là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong những năm gần đây so với vụ rò rỉ hồ sơ Panama năm 2016 và hồ sơ Paradise năm 2017.